Rồi em xin chào anh chị, hôm nay em có kiwi, kiwi vàng New Zealand nhưng mà đựng trong cái xô nhựa rất đẹp. Hộp này 1 kg anh chị, 1 kg. Xô này là 1 kg anh chị ha. Đó, nó tầm ở dưới là khoảng 4 trái, ở trên khoảng 3 trái, từ khoảng 7 quả anh chị. Đây. Kiwi vàng. Đó. Cái này thì mình có thể là đi tặng rất là đẹp anh chị ha. Cái này đi tặng rất là đẹp, thay vì mình phải cho vào hộp quà thì bên nhà phân phối làm hẳn một cái xô nhựa như vậy, chắc chắn nha anh chị, rất chắc chắn nha, rất chắc chắn nha. Đó, anh chị nào mà muốn thắt cái nơ ở trên đây nữa thì em sẽ thắt cái nơ lên cho anh chị đi tặng rất là đẹp. Cái này không cần phải bỏ gì hết, tiện lợi luôn, cứ xách về là đi tặng, đi cho thôi, hình thức rất là đẹp. Bên cạnh kiwi xô này thì em vẫn có cái hàng lẻ để cho anh chị ha, rất nhiều sự lựa chọn cho anh chị, hộp quà đầy đủ hết anh chị ha, hộp quà dành riêng kiêng biệt cho kiwi thì em có đủ hết đó. Kiwi xô hàng mới về, trái cứng nha anh chị, trái cứng hết nha, 1 xô 1 kg. Em bán 1 xô nha, em không, cái này thì mình không có bán lẻ được anh chị ha, anh chị thông cảm giùm em ha. Lẻ thì mình mua kia cái hàng lẻ ở ngoài vẫn có cho anh chị nha. Cái này là hàng chính ngạch nha anh chị. Rồi em xin chào anh chị, mời anh chị order nha.